xin chào anh em chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Storm Vintage World của mình à, phiên ngày hôm nay thì mình xin phép lên uh, hai chiếc senko một chiếc có tay và một chiếc uh, auto à, một chiếc senko Cloud và một chiếc uh, senko lotmatic đầu tiên là mình uh, sẽ lên giới thiệu với anh em đó là một uh, chiếc senko lotmatic À, những anh em nào chưa đăng ký kênh của mình thì hãy ấn vào nút đăng ký màu đỏ và ấn vào nút rung chuông để có thể nhận được những clip mới nhất từ sản phẩm bên mình à, trên đây mình là một chiếc sơn cốt matic hai ba Well. chiếc này uh, trong cái tình trạng là uh, zin nguyên bản hết cả dây khóa luôn à, chiếc này uh, nó là một chiếc uh, lắc cây vàng À, mạ vàng toàn thân Dây là dây lắc kê Còn à, thân là à, bọc vàng à, Đáy SS zin à, nguyên cả dây khóa anh em nhé Nói chung là một chiếc Synchromatic uh, lắc kê vàng Mà à, còn zin cả dây khóa Độ đẹp còn được uh, uh, Như thế này thì nó cũng Khá là uh, Ít gặp chiếc này nó là kim và các cọc số là màu vàng nổi khối à, mặt hồ là vàng mỡ gà chảy tia từ tâm à, có hai ô lịch cả thứ và ngày ở vị trí góc 3 giờ lịch của nó là lịch xoay nhanh anh em chỉnh lịch thì anh em hãy chỉnh cho nó nhảy lịch qua 24 giờ và chỉnh kim giờ về cái vị trí góc từ 8 giờ cho đến 12 giờ này để anh em chỉnh lịch nhé thì nó sẽ không vào giờ cấm nếu như anh em chỉnh vào giờ cấm mà vặn nhẹ như thế này để chỉnh lịch này hoặc vặn xuôi như thế này để chỉnh lịch thứ mà cảm giác nó hơi nặng tay thì anh em đừng cố vặn anh em hãy rút núm ra để vặn kim cho nó chạy qua số 22 giờ là 24 giờ này để cho lịch nó nhảy thì anh em vẫn tiếp về vị trí 8 giờ sáng và 12 giờ trưa để anh em, hoặc là 12 giờ trưa trong khoảng 4 giờ như thế này để anh em chỉnh lịch thì nó sẽ chỉnh thoải mái luôn và không vào cái giờ cấm kỵ của nó để gây hỏng lịch nhé Đó, vừa rồi mình đã chỉnh qua 24 giờ và vị trí tạm về vị trí 8 giờ chỉnh lịch nó nhẹ nhàng thoải mái luôn Đó, anh em chỉnh lịch thoải mái luôn À, trước này hacking stop của nó vẫn còn đầy đủ à, Anh em chỉnh giờ nó rất là ok à, Trước này thì nó có size mặt là 37mm Kính ZIN à, Núm ZIN à, Toàn thân là lắc kê vàng, rất là đẹp khóa ZIN Uh, dòng lốt matic này, uh, những chiếc thép thì uh, 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 nó độ bền của nó thì nó cao hơn là những chiếc lắc kê như thế này. Uh, trải qua theo thời gian thì những chiếc lắc kê thì phải uh, quá trình chơi và sử dụng thì phải giữ gìn thì uh, nó mới giữ được độ đẹp. Chứ nó không dùng xuồng xã được như là những dòng uh, vỏ thép. Chiếc Senko Lốt 23G well này nó có cả hỗ trợ lên có tay nữa anh em nhé Sai mặt 37 Chiếc này mình bán với giá là 2 triệu 6 Cho một chiếc Senko Lốt Matic nguyên cả dây khóa trong tình trạng rất là đẹp Tiếp theo là mình sẽ lên một chiếc Senko Crown Chiếc Senko Crown này nó ở trong cái tình trạng còn à, gần như là nốt luôn đấy à, Trước này có dây khóa là dây khóa linh kiện à, Anh em à, nếu mà mua thì mình sẽ thay cho anh em một cái khóa vàng vào đây để cho nó đồng màu với lại cái mặt đồng hồ Và đây là chiếc Senko Crown. đây BISOCK 21DW Dinh nguyên của máy núm zin kính zin đây núm của nó núm zin anh em nhé còn nguyên chữ s ở trên núm này đó chữ s cái lớp vàng của chiếc xe cô cửa dao này còn cực kỳ đẹp luôn chưa mòn hay bong chóc gì hết chiếc này có thể xếp vào hàng cận nót được rất là đẹp mặt đeo trắng chảy tia từ tâm À, kim và các cọc số màu vàng nổi khối Chiếc này là dạng à, càng đùi ếch Cũng khá là ít gặp Chiếc này có xe mặt à, là 36mm Đùi ếch này lên tay cũng khá là đẹp Tay mình là của tay tám chiếc này thì nó mọc vàng toàn thân rời à, à, 20 micro à, anh em có thể thấy là sgp là toàn thân là mọc vàng à, đáy là đáy thép máy của chiếc này vẫn còn rất là đẹp luôn lớp vàng còn rất là đẹp Chất cờ Cloud này mình bán với giá là 2 triệu rưỡi. Anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình à, theo số điện thoại 09123 00067. À, đấy cũng là số zalo của mình. Anh em hãy kết bạn với mình để có thể xem được những hình ảnh chi tiết, cũng như là xem thêm các sản phẩm mà bên mình đã bán, đã và đang bán. Mình just Senko Coral này xe mặt à, 36, mình bán với giá là 2 triệu rưỡi. À, đợt à, cuối năm này thì mình có về thêm được à, à, một ít Senko KS. À, trong đó có hai chiếc à, tất cả là bốn chiếc đều là KS45 và một chiếc KS56. À, có hai chiếc KS45 là à, bọc vàng à, SGP đó trong cái tình trạng nó còn à, rất là đẹp một chiếc uh, nót và cận nót và hai chiếc thép này. đây là bốn chiếc uh, sân khô KS45 à, mình uh, mới về trong uh, dịp cuối năm rất là đẹp luôn à, thì bốn uh, chiếc này thì mình uh, và một chiếc sân cố KS56 này nữa Mấy chiếc KS45 này Thì mình sẽ để dành cho Những ngày uh, Tết uh, mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 Mỗi ngày thì mình sẽ lên một clip Quay một con để giới thiệu với anh em uh, Cho nó vui Thì quay thì cứ quay thôi Chứ còn Tết thì cũng chẳng uh, Bán buôn được cái gì cả Đấy, Cho nên là lên Để um, giao lưu với anh em Phục vụ anh em Anh em nó có nhu cầu gì À, chiếc nào thì uh, ra Tết uh, anh em hãy liên hệ với mình Đây, Những chiếc uh, KS45 mà uh, trong cái tình trạng nó còn lớp vàng của nó còn cực kỳ mới như thế này à, gần như là chưa sử dụng luôn nó rất là hiếm nhìn qua lớp túi bóng anh em cũng thấy là lớp vàng của nó còn cực kỳ sắc và đẹp Hôm nay thì mình uh, chủ yếu lên uh, hai chiếc Senko Crown và Senko Lốt giới thiệu với anh em uh, chiếc Senko Crown này mình bán với giá là 2 triệu rưỡi uh, còn chiếc uh, Senko Lốt này mình bán với giá là 2 triệu 6 À, 2 triệu 8 chứ ạ. Chất sân khô matic này bán với giá là 2 triệu 8. Vâng, xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở các phiên sau.